Thế thế sao con lại đi lên xe của bà? Con ừ, bà đây rồi. Bà bảo bà bảo chở con đi mua kem á. á? Bà, bà, ừ, bà, bà, ừ, yeah. bà đã mua kem cho con chưa? Ừ. Thế ừ. yeah. Bà này mua kem đâu mà bà kia khổ lắm. Thôi thôi bác cứ đứng ở rồi con đây. Con bà bà, bà cứ đứng ở đây. Chiều ngày 6 tháng 9, công an huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình cho biết đang tập trung xác minh, điều tra nghi vấn một người phụ nữ trung tuổi bắt cóc bé gái 6 tuổi trên địa bàn xã Hồng Giang vào trưa cùng ngày. Nạn nhân được xác định là cháu Quy, 6 tuổi, học sinh lớp 1, trường tiểu học xã Hồng Giang. Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ ngày 6 tháng 9, anh Đặng Đình Nhẫn, trú thôn Đông Đô, xã Hồng Giang, đến trường để đón con gái tan học nhưng đợi mãi không thấy con đâu. Khi đi tìm và hỏi thì mới táo hỏa hay tin cháu Quỳnh được một người phụ nữ trung niên đón chở đi bằng xe đạp mini màu xanh đi về hướng bến đò Hồng Giang, nối hai huyện Đông Hưng, Phủ Thư, tỉnh Thái Bình sau đó anh nhẫn huy động người thân tỏa khắp nơi trong khu vực tìm kiếm tung tích con gái và trình báo vụ việc đến chính quyền địa phương để phát thông tin trên hệ thống loa truyền thanh xã người thân của cháu bé cũng đăng tải thông tin lên mạng xã hội để nhờ tìm giúp cháu bé khi đến bến đò Hồng Giang, người thân cháu bé được người lái đò tại đây cho biết có người phụ nữ trung tuổi chở theo bé gái ngồi phía sau và có nhờ đưa sang bên kia bờ, nhưng thời điểm này đò lại đang bị trục trặc máy móc nên người phụ nữ lại đưa cháu bé đi về phía bãi bồi ven sông tại khu vực tuyến đường gần bãi bồi người dân địa phương đã phát hiện người phụ nữ chở bé gái nên trình báo công an xã hồng giang người thân nhận được tin cũng đến ngay khu vực để đón con và phối hợp áp giải người phụ nữ về trụ sở công an xã để làm việc được biết người phụ nữ đã cởi bộ quần áo cháu đang mặc và thay bằng bộ quần áo khác trong thời gian đưa cháu đi thì người này có mua bánh, nước ngọt nên cháu không bị đói. Sau khi công an xã Hồng Giang lập biên bản và lấy lời khai, người phụ nữ nghi bắt cóc cháu bé tiếp tục được đưa lên công an huyện Đông Hưng để làm việc. Chiều ngày 6 tháng 9, công an huyện Đông Hưng cũng mời người thân của cháu bé lên trụ sở để phối hợp xác minh. Hiện công an huyện Đông Hưng chưa cung cấp danh tính của người phụ nữ đã đưa cháu bé đi.